Hello, chào anh em nhá. Hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm tới game mới Siêu Đại Chiến đến từ nhà phát hành VMG anh em nhá. Trước ngày hôm đó, cuộc sống của Linh vẫn diễn ra như thường lệ. Đẹp trai và không có người mê, nhưng đam mê thì Linh lại có thừa. Cuộc sống thường ngày lặp đi lặp lại quá là nhàm chán luôn. Linh chỉ biết đắm chìm vào đống đồ chơi mô hình Weibo. Linh cầm một tấm ảnh lên. Ôi chú choa mạ ơi, toàn là người tốt. Ôi, cái gì ấy? Chúng tôi đã đợi bạn từ lâu. Hãy thức dậy đi, đừng ngủ nữa. Thôi xong rồi. Trên không rồi anh em ơi, gặp luôn một nàng thơ anh em ạ. Ở đây là đâu nhỉ? Đây là Siêu Đại Chiến, một thế giới của Dragon Ball, One Piece, Jujutsu Kaisen, Omachi Kokomi, cung đình hảo hảo. Giờ đây, thế giới đang phải đối mặt với một cuộc xâm lược của thế lực bóng tối bí ẩn. Các bạn của Linh đều có người yêu và bận đi chơi hết rồi, còn mỗi Linh thôi. Linh FA, Linh rảnh vãi nồi, Linh đi cứu thế giới đi Linh. À, ok luôn. Hóa ra là thế anh em ạ. Ờ, nhưng mà xuyên không thì vẫn cứ phải lựa chọn nhân vật nam cho nó wax select chứ nhỉ. Đây là Gai, thể phách rất mạnh, tuổi 17, bẻ gãy sừng trâu, thành viên ưu tú của câu lạc bộ thần kinh. À nhầm, câu lạc bộ điền kinh. Thân phận thật là triệu hồi sư. Ê, được cái nhỉ. Đó, để mình xem nhân vật nữ xem nào. Sakutara, 16 tuổi, không một ai theo đuổi, thích một mình nhưng lại sợ cô đơn. Thân phận thật cũng là một triệu hồi sư anh em ạ. Ui, thôi, chọn luôn nhân vật nam anh em ơi. Let's go. Linh đáp xuống một khu rừng. Úi dồi, người theo hương hoa mây mù giăng lối nhỉ. What the hell, đây là con cửu vĩ trong Naruto mà anh em. Ủa, như nào nhỉ? Đội hình của mình ra trận thì mình đang thấy có 4 thanh niên anh em nhá. Ồ, đồ họa phong cách Bane Chibi các thứ. Ủa, Madara này. Ảo thật đấy nhỉ. Rồi luôn, một skill của Madara thiêu đốt được con cửu vĩ rồi anh em ạ. Còn hai nhân vật nữ kia là gì thì mình chưa nhìn rõ mặt. Ủa, nhưng mà mình đoán chắc chắn là người tốt luôn anh em nhá. Tiếp tục xem nào. Một chém này. Rồi, đây có phải là My Guy không anh em nhỉ? Ủa, con này nó nộ lên rồi anh em ơi. Nó khạc rồi. Đốt cháy tim mình luôn kìa. Ủa, đau thế. Thì mình mất khá là nhiều máu anh em ạ. Vâng, tiếp tục là thiêu đốt đến từ Madara. Và chị cầm kiếm này tên là gì đây? Tên là gì? Ôi nha. Tiếp tục là bắn súng này. Bắn súng này. Chém này. Ủa, căng đét vậy. Một múc này tăng công luôn anh em nhá. Và đây là My Guy này anh em này. Ui dồi ôi, xin sao con bò nhây. Wow, quả ulti đẹp vậy. Ok luôn, con này hẹo chưa? Ui, xong rồi. Cào một phát là team mình đi luôn anh em ạ. Thế mà bây giờ nó còn bonus thêm cho quả khác nữa. Nhưng mà may quá, nữ thần bảo vệ. Có một cái khiên. Rồi, ép nó xuống. Ép nó xuống. Mày bị nhốt chứ em. Mày bị nhốt chứ em. Mày bị nhốt chứ em. Ồ, nó bị nhốt luôn này anh em này. May quá, còn nữ thần không thì team mình hẹo hết anh em ạ. Ngày thường thì FA không có người yêu, nhưng mà khi chuyển sinh vào đây cái trở thành một triệu hồi sư. Kinh phết anh em ạ. Lại gặp một em gái nữa rồi anh em ạ. Số phận của mình ở ngoài đời thực thì không có người yêu, nhưng mà ở cái thế giới này mình gặp rất nhiều là các em sinh tươi nhá. Cái này mà không kiếm được một người yêu thì đúng là ôi dồi ôi quá anh em ơi. Ok, và chiến đấu luôn này. Ở đây là em Shinobu mà. Wow, em Shinobu ở trong bộ Thanh Gươm Diệt Quỷ luôn anh em. Thì dành cho những anh em nào chưa biết thì đây là một tựa game đa vũ trụ anh em ạ, nên là anh em có thể gặp rất là nhiều những cái nhân vật ở trong bộ anime anh em yêu thích nhá. Được. Ôi, qua này, qua Hancock ở trong One Piece luôn anh em ạ. Ui, chắc chắn là người tốt rồi anh em. Oh my godness. Rồi, mình hoàn toàn là có thể ấn tự động này. Hiện tại là đang để tốc độ x2 rồi anh em nhá. Tiến luôn đi, không biết là tí nữa còn tốc độ x3 hay không đây. Rồi, đây là mình nha anh em ơi. Một phát vào đầu này. Ê, chứ sao thương của mình gây ra cũng khá là đáng kể anh em nhá. Và đây là em Shinobu, một kiếm là kết liễu luôn kẻ địch rồi. MVP dành cho Shinobu. Dead Calaver anh em ơi, chiến thắng rồi. Nếu như mà mình ra trận được kích duyên ấy thì sẽ được tăng thêm sức mạnh cho các vị tướng của mình anh em ạ. Ừ, 2v4 anh em nhá. Chơi mình luôn này. Chơi mình luôn này. Ủa, mình thấy em tướng Hancock là tướng phòng thủ, thế cho nên khả năng chống chịu của nó khá là trâu. Còn Shinobu thì chắc là tướng tấn công rồi, có hai cái thanh kiếm bắt chéo thế kia cơ mà. Đúng rồi, có né đến từ Hancock. Và bây giờ là Shinobu. Úi dồi, một phát là kết liễu được hai em luôn anh em ạ. Và bây giờ thì mình kết liễu được một em không? Có luôn nè. Cái đấy chỉ còn lại một đứa mà thôi. Một phát nữa đi luôn. Shinobu MVP. Ok, bây giờ mình sẽ vào chiêu mộ một tí này. Chiêu mộ x1 luôn. Nữ thần cho em tướng gì đây? Ui dạ. Ai? Rem. Em hầu gái à? Cái dở đây. Mang về nhà thì lại quá là ưng luôn anh em. Viên Rem này. Bồi dưỡng này. Tăng cấp nhân vật lên này. Mình sẽ tăng cấp luôn cho em Y anh em nha. Lên level 6 luôn này. Tiếp tục này. Ê, lên level 6 tất rồi. Cấp của nhân vật ở trong này thì nó chỉ bằng được cấp nhân vật chính của mình thôi. Nó không thể nào vượt quá được. Ví dụ nhân vật chính của mình cấp độ 6 thì cũng chỉ nâng cấp được mấy cái anh hùng của mình lên cấp độ 6 thôi. Rồi, chiến luôn. Ôi, Gojo à anh em ơi. Này thì Gojo của chúng tôi này. Gojo này, anh em ơi, Gojo đánh mạnh phết đấy anh em, không đùa đâu. Skill của Gojo cũng là ghê gớm đấy. Thầy cơ mà.
thầy cơ mà. Tôi thầy Gojo cũng là một vị tướng tanh cơ anh em nhá. Kiếm thầy luôn này. Ây da, à, đúng rồi, cứ chờ mà thầy ra anh em ạ. Đánh những con tướng nào mà nó yếu máu trước đã. Wow. Một hit là đi luôn rồi. Một hit là đi luôn rồi. Quái. Em Ram này căng thẳng vậy. Một chùy là đi cả thầy lẫn là hai đệ của thầy luôn này. Nhưng mà mình thấy là có nhiều vị tướng này, tí nữa thì mình show cho anh em để xem là ở trong này có những vị tướng ở bộ anime nào anh em nhá. Đấy, anh em là fan ở bộ nào nhớ để lại comment điểm danh ở bên dưới nhá. Ok, để mình quay lại chiêu mộ thêm phát nữa xem nào, vừa được thêm cái vé chiêu mộ anh em ạ. Đây rồi. Đây rồi. Để xem X1 phát này ra là có em SR nào hay không đây, hay chỉ là SR thôi. Hay là R. Ui, SR. Ủa nhưng mà em này trông lạ nhỉ, trong bộ nào nhỉ? Bộ này mình chưa biết anh em ạ, nhưng mà không được đấy. Ok nhỉ, vượt ải là chúng ta hoàn toàn có thể nhận được vé cầu nguyện anh em nhá. Như này ở trong cái Street Fighter à? Để mình chiến đấu thử xem nào. Ôi đúng thật luôn này, giang hồ đường phố anh em ạ. Múc luôn, đeo kính à? Đeo kính à? Cầm cung à? Ê à, em Ray của mình vừa mới nhận được là một em tướng cầm súng anh em nhá. Có thể bắn được tầm xa. Ủa nhưng mà hình như em này là tướng hỗ trợ đúng không? Bởi vì mình nhìn thấy có cái dấu cộng HP ấy. Ok, tiêu diệt được cái địch. Một em không? Một em ngay. Với cái địch còn hai đứa. Qua này. Qua xoay này. Ê, độ của vào cũng ghê phết. Độ của Shinobu thì sao? Ok ạ. Có quả vừa rồi không thấy cái địch mất nhiều máu lắm nhờ anh em nhờ. Ram vẫn là MVP anh em nhá. Ok, vé cầu nguyện này hình như mình lại nhận được thêm 10 vé nữa này anh em này. Đúng này, có nhận được 10 vé luôn anh em nhá. Và mình đã thấy Luffy. Đấy rồi, khả năng cao là sẽ có Luffy ở trong bộ One Piece đấy. Để mình check qua thư tí anh em nhá. Thư mở server này. Qua lần đầu đăng nhập ở server mới là mình sẽ nhận được một số cái phần thưởng trong này, có vé chiêu mộ là ngon nhất rồi. Tạo tài khoản trên server cũ. Ô, tuyệt cả là vời luôn anh em. Có một cái dương gì đó để mình check trong túi xem nào. Dương này là dương gì? Dương XP. Ồ, phải đạt cấp 26 thì mình mới có thể nhận được anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chiêu mộ tí xem như thế nào nha. Hiện tại là mình có 24 cái vé chiêu mộ và bắt đầu anh em ơi. X10 phát đầu tiên xem nào. Em được em gì đấy? Em gì đấy? Em gì đấy? Ui à, nữ thần. Ui ơi, thần rùa Kame này. Quý lão tiên sinh này, Bulma các kiểu này. Còn đây là Kirito. Ui, SSR luôn anh em ạ. Không ngờ phát X10 đầu tiên là mình ra luôn Kirito SSR này anh em ơi. Ui, ngon. Ui, ngon, nhưng mà ngon nhất là Kirito anh em nhá. SSR luôn. Nhân phẩm thế nhờ. Mình sẽ bắt người 2x10 xem được làm gì đây. Ui chà, lại là Ram à. Nếu như mà anh em mà chiêu mộ ra những cái vị tướng nào đã trùng rồi thì sẽ tự động tách ra mảnh anh em nhé. Ui, Inosuke này. SR luôn, thanh gươm diệt quỷ anh em ạ. Giờ mình chiêu mộ thêm phát nữa đi. X10 đi, để xem được em gì anh em nhé. Em gì đây, em gì đây, em gì đây. Ui da, SR anh em ạ. Ai à, thêm em SR nữa này. Rồi lại SR nữa, 3 em SR rồi. Ui, bắt ghi à. Ui, có cái dương, ui. Ui, con này, tích lũy chiêu mộ 30 lần là được một cái dương xịn xò con màu luôn. Mở ra xem được cái gì. Mở ra xem được cái gì đây. Ui, SR ngẫu nhiên này. Ai đây? Tanjiro. Wow, ngon nhờ. Thật được cái chứ. Chúng ta chỉ cần chiêu mộ đủ 30 lần là lại có một cái dương SR có thể mở ra một tướng ngẫu nhiên anh em ạ. Và bây giờ để mình xem là còn những vị tướng SR nào xịn xò con bò trong. Cái gì đây? Cái gì đây? Ui, Tsunade này. Ui. Trong Naruto này anh em ơi, đẹp thế. Rồi em này là em nào nhờ? Quá, em này là mình không biết luôn á. Như là ở trong cái đội hình chiến đấu đầu tiên với em kiểu vĩ ấy, là có em này cầm súng bắn bằng bằng cái này anh em này. Tiếp theo này, đây này, cả em này nữa này anh em ơi. Wow, ảo thực sự ạ. Ui, Vegeta này anh em ơi, trong Dragon Ball đấy. Ui, Ace tuyệt Calavoy. Rengoku này, ở trong bộ thanh gươm diệt quỷ luôn anh em. Ui, tiếp theo là Madara này. Wow, đẹp nhờ. Tiếp tục đi. Asuka. Luffy gear 5. What? Cái gì thế này? Có cả Luffy gear 5 anh em ạ. Trời ơi, không thể tin được nha. Ở đây mình thấy có rất là nhiều những cái nhân vật mà ở trong một số những cái tựa game đa vũ trụ khác không có anh em ạ. Đỉnh 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 đỉnh. Ui ơi, Son Goku này. Đấy, đẳng cấp nó phải là ở đây này anh em ơi. Mình thích Son Goku anh em nhá. Có luôn Genesu SSR này anh em ơi. Có thêm cả Gai Batmon luôn này. Tuyệt cả là vời luôn. Ui, Gojo Satoru này, thầy của chúng ta luôn. Ngoài ra thì còn rất là nhiều những cái nhân vật khác là bậc SR anh em nhá. Mình thấy game này thì cập nhật khá là đầy đủ các cái nhân vật nổi tiếng trong các bộ anime phổ biến ở thời điểm hiện tại rồi anh em nhá. À đúng rồi anh em ơi, khi mà chúng ta bắt đầu lên level 15 cái là chúng ta hoàn toàn có thể nhận được XP VIP rồi anh em nhá. Ở trong cái mục sự kiện này, anh em kéo xuống cái phần quà tăng cấp cho mình nha. Đây, free luôn. Ui, ngon luôn anh em ạ. 10 XP VIP này mình nhận luôn nhá. Đấy, mình cũng vừa lên được cả level 20 đấy. Rồi, nhận luôn nhỉ, có thêm 10 PVP nữa. Quá ngon lành luôn anh em. Ở đây thì mình cũng sẽ có thêm kim cương với cả vé chiêu mộ nha. Có thêm cả mảnh tướng này, level 25. Ô, chuẩn bị rồi anh em ơi.
30 này, 33 này, 35 này, 38, 40. Ui, nhiều vay. Ui, đến tận level 80 cơ anh em ạ. Và level 80 mình nhận được tận 200 MP VIP á. Ui, vay nồi nhiều thế nhở. Ngon. Cái này thì anh em nông dân hoàn toàn là có thể cày cuốc. Chỉ cần lên level thôi là có thể nhận được XP VIP rồi. Lên được cấp VIP thì chắc chắn là những cái đặc quyền của chúng ta cũng sẽ tăng lên. Đây anh em nhìn thấy này, mình lên VIP 1 luôn này anh em ơi. Ngon lành chưa. Với cả là ở trong cái phần sự kiện này, ở trong cái mục đăng nhập 7 ngày này, anh em có thể nhận được rất là nhiều phần quà nha. Đây để mình xem nào. Hero SR cũng như là ngày 2 luôn này. Ngày thứ 4 là chúng ta có thêm mảnh tướng em Asuka nha. 60 mảnh thì chắc chắn là mở luôn được một em rồi. Ngày thứ 5 lại tiếp tục là 1000 kim cương. Ngày thứ 6 10 vé chiêu mộ luôn. Và ngày thứ 7 SR tùy chọn. Ui, perfect luôn anh em ơi. Cố gắng đăng nhập đến 7 ngày thôi là chúng ta có thể sở hữu được thêm một vị tướng SR nữa cho vào trong cái bể tướng này của mình. Trông ngon lành cành đào đấy. Với cả là anh em cũng có thể truy cập vào cái trang fanpage chính thức của game nhé, Siêu Đại Chiến đấy. Thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả cho anh em luôn. Bởi vì là mình nhận được thông tin là anh em theo dõi fanpage thì sẽ có những cái sự kiện để nhận thêm tướng nữa. Thêm vào đấy nữa là anh em cũng có thể truy cập vào cái website siêu đại chiến.vn để có thể là tham gia những cái sự kiện đăng ký trước này. Thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái tướng và những phần quà rất chi là ngon lành cành đào anh em ạ. Chỉ cần một vài sự kiện đấy thôi là đầu game đấy là chúng ta đã có full bộ tướng để chơi giai đoạn đầu rồi anh em nhá.